nay chúng ta viết email cho máy chip MTK con này Mobisa. Chúng ta vào xem email chưa nhé. Email không hợp lệ. Dùng BST viết email nhé. BST. Yes. Khi chúng ta ra giao diện thì chúng ta kích vào MTK. Chúng ta phải rót trước khi chúng ta viết email. Thì rót này thì chúng ta phải ấn vào start xong tắt nguồn máy điện thoại đi. Máy tự nhận driver thì chúng ta ra một cái bảng như này. Chúng ta kích xuống metro 1 ấn ok. Rồi thì máy nó đang load vào. Đây chỉ cần nằm lại. Ok, máy quay xong. Khi xong chúng ta kích vào email, viết email. Ta đánh email vào. Email có 15 số. Đánh bừa không được. Không, chúng ta thích email chuẩn theo máy. Chúng ta nhìn ở phía sau cái máy. Nó có hàng số email nhà thì chúng ta viết vào. Bừa không được. Bừa không được. Bữa nó kêu email đấy luôn, email mình thấy được đấy. Ờ đây nha, email nha. Viết email này chúng ta có nhiều bot để viết email, không bất cứ gì BST mới viết được. Đây là email chuẩn của nó nhé. Chúng ta viết email vào. Đây, email. Ta viết email. Ba năm chín bốn bốn không hai 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 ba hai bảy ba không một. Bên này biết bữa nữa. Tôi chỉ cần một bên thôi. Đấy nha. Bóng MTK. Chúng ta ấn Start này. Start này. Máy đòi hỏi chúng ta bật nguồn lên nhé. Chúng ta lắp pin vào. Đấy. Lắp pin vào. Lắp vào này. Cầm cáp này. Bật luôn nguồn này. Máy lên. Bắt đầu máy viết email. Ok. Ok. Rồi chúng ta kiểm tra máy nhá.
mua một cái bot pet smart tool này là 1,3 triệu, trước giờ 1,4 triệu Sài Gòn Mobile nhé. Sao thằng 06 thằng đã có email, ok.